chó mông cọc con, tiếp theo con của Sứt và Mờ, ba con cọc đuôi và một con dài đuôi thì lại màu trắng toát. Đây, cho mẹ đây. Mờ thì rất là xinh gái. Đó. Cho con thì hai con vàng trái, một con vàng bạc má và một con vàng không bạc má. Một con màu màu này nó cũng sẽ là màu vàng, màu vàng, và về sau nó sẽ có cái lông màu đen này, nó sẽ thành cái lông đệm. Nhìn cái cẳng chân của nó màu vàng thì là con chó về sau nó sẽ màu vàng này. Đây, con này là con này là đuôi lửng lửng, đuôi hơi lưng lửng. Để cho mọi người ngắm mấy con cún con. Con vàng cháy này là con đực. Đây. Đó, vàng cháy này là đực này. Rồi, con vàng bạc má. Đây là con vàng bạc má đây. Vàng bạc má đực tiếp. Rồi. Con màu con lửng kia là con cái. Đây này, lửng đây. Là con cái. Và con trắng toát có đuôi này là con đực. Ba đực một cái. Hôm nay là lần đầu tiên cho ra bên ngoài này chơi, cho nên là đang thì hơi bị bỡ ngỡ. Được, bỡ ngỡ tiện để cho nhìn mặt chúng nó luôn. Bỡ ngỡ tụ vào một chỗ quay video nó chưa ra, chưa được ra nền đất đấy. Anh chưa biết đấy. Đó. Đàn này là nét đẹp. Hai con vàng đực là về sau là nét đẹp đấy. Con dài đuôi trắng kia thì là để cho ai thích cái con chó ta khôn trong nhà thì bắt con đấy. Màu nó lại là cái con màu trắng toát hết toàn thân luôn. Đấy. Trắng mũi đen. Trắng toát toàn thân, móng chân cũng trắng luôn. Đấy. Còn mấy con còn lại là móng chân đen. Đấy. Vàng móng chân đen. Con vàng bạc má này thì móng chân là đen hơn nè. Vàng bạc má này. Con vàng không bạc má thì móng chân theo kiểu là nâu. Vàng bạc má thì móng chân là đen. Đây là con của Sứt, tức là cháu của con Sẹo. Con này nếu mà đánh giá tốt hơn thì là hai con vàng tốt hơn thì cái con vàng không bạc má này là mình đánh giá tốt nhất. Đây, nó đây. Vàng bạc má. Vàng bạc má thì có vẻ là cái mặt nghe có vẻ là khung nét, có vẻ là gồ ghề hơn. Được. Đấy, mặt đấy. Mờ ơi, Mờ. Vào trong với con đi. Cho mẹ là ngày bắt ở trên bản về là nó là màu trắng. Gần như nó là màu trắng. Về đây ăn uống đầy đủ là nó chuyển sang màu vàng nhạt. Đây. Lúc trước mà nó màu nó như là cái màu ở cái bắp chân sau này. À, như thế. Bây giờ thì nó là ra màu vàng nhạt rồi. Thằng này thì cọc tịt này. Bọn này là gốc tai bênh rồi. Cần phải được thả nhiều thì để cho nó lên tai. Thì tai nó sẽ dựng nhanh, gốc tai mà nó bênh mà nó được thả thì nó dựng nhanh lắm. Một tuần thôi. Mẹ đấy, mẹ chăm con. Mẹ xinh tuyệt vời luôn. Tính cách của con thì nó cũng học theo mẹ, tính rất điềm đạm. Mờ rất xinh luôn.
Đây, thằng này là lớn lên là sẽ cháy khét lẹt đây này. Thằng bạc má kia, thằng bạc má cái lông cũng cháy, nhưng thằng bạc má là cái mặt của nó sẽ là cái mặt nó sẽ có lông trắng nữa. Ừ. Sờ, mẹ con nhà mờ. Con của sứt. Đó, thì là bọn này bốn con này là có thể 2 tuần nữa là có thể đón được. 2 tuần nữa có thể đón chó con. Hôm nay thì không biết mấy cân rồi. Đây con trắng này. Trắng muốt toàn thân luôn. À, như vậy là vừa rồi đã cân thử thì chính xác là chúng nó là được 3 cân. Nhìn trông nó to to tưởng là phải khoảng tầm 4 cân nhưng mà nó 3 cân thôi. Đấy, mờ đấy, mẹ đấy. Mờ thì mình cực kỳ thích cái mặt của mờ, nhìn trông nó khôn. Rất thích cái mặt và cái tai của mờ. Cái tai của mờ nó cái tai nó cân tuyệt đối hai bên. Góc đóng tai là phải nói là hoàn hảo. Con chó thì có cái mặt là có cái trán rộng, nhìn trông nó rất là khôn chó. Đó thì chó con của mờ 3 con đực, 1 con cái. Con cái là cái con này, con cái là con đuôi lửng này, cũng sẽ bán giá rẻ thế này. 3 con đực thì 2 con vàng cọc, 2 con cọc vàng tốt hơn. Và 1 con đực là trắng muốt có đuôi. Trắng muốt có đuôi. Con này cũng sẽ bán rẻ để mọi người nuôi trong nhà. Cái con trắng muốt có đuôi này ngày bé là lông của nó dày lắm. Như hiện tại bây giờ thì lông của nó, cái kiểu chất lông này lớn lên là cẩn thận là có bòm đấy, có bòm cỏ đấy. Đấy là con đực. Có lẽ lớn lên sẽ là một cái con chó mà để trong nhà, con chó ta là sẽ rất là đẹp. Còn mẹ thì mặt thì đẹp gọi là miễn bàn rồi. Chó con này, như con này nhìn góc cạnh của nó này. Con này nó mà là con cọc thì nó lại là con đẹp chất lượng cao. Nhưng nó dài đuôi thì nó sẽ ở cái mức con chó ta trong nhà. Đó. Thì mọi người mà thích bắt cái con cọc mà nó còn nhỏ thì có thể bắt cái đàn này. 1 tuần nữa hoặc 2 tuần nữa là có thể bắt được. Chó con bây giờ 3 cân. Cái này. Cái thì có vẻ nét là sẽ giống con mẹ lớn lên. Nhìn cái kiểu trán của nó rất là rộng, mấy con này đây, cả mấy con này, trán của chúng nó rất là rộng. Trán nó rất rộng và nó giống con mẹ. Đấy. Con chó nó sẽ khôn chó. Rồi bắt đầu được ra nền đất này. Em trắng này có vẻ thích lên hình. Trắng này có khi bán sang Trung Quốc là có khi là người ta mua giá cao này. Giống cái con chó Quảng Tây của họ này. Rồi con Quảng Tây nó có con cọc, có con dài. Đấy. Đây là lần đầu cho chúng nó ra đây, thành ra là chúng nó còn đang thì hơi rón rén một tí. Nhưng mà cái thần thái của chúng nó là chúng nó rất tự tin. Thần thái của con chó là nó tự tin. Đấy, nó ngồi đấy, nhìn so với chủ thì sẽ thấy nó là con to con, không bé đâu. Gầy. Nuôi con là gầy.
Mờ thì lông khá là dày. Nên là nếu mà cái con trắng này mà nó giống lông con mẹ, nếu ngày bé là lông của nó cũng dày đấy. Như con trắng này này, nếu giống lông con mẹ thì lớn lên nó sẽ thành một cái con chó màu trắng rất là đẹp. Mà xích vào đây để cho chúng nó đi vào đây. Đi vào đây à, để cho bọn nhóc con nó đi vào đây. Ok. Liếm lắp khắp mọi chỗ rồi quay ra liếm mặt anh. Chó ta thì nó được cái là cái bọn này được cái là nó có cái lợi thế của nó là nó ở sạch. Đấy. Lúc nào nhìn trông nó cũng rất là sạch. Lông của nó rất là sạch khi mà cho nó con chó nó ăn chibi, vì các cái lớp lông nó đủ nên là cái lông của nó cảm giác nó rất là sạch và nó bóng cả cả khi nó nuôi con. Cái lông của nó nhìn nó vẫn rất là mướt. Và có thể cả năm chẳng tắm lần nào con chó lông nó vẫn cứ như thế này. Vì thực ra như bọn này cả năm nay có tắm đâu, cũng không có nghịch nước. Có nước uống thì nhà không có ao. Bảo có ao con chó nó nhảy xuống nó tắm hay như thế nào đấy, nhưng đây không. Nhưng lông của nó nhìn nó vẫn cứ sạch. Vì cái lông của nó có một cái độ bông, nó giữ được sạch. Mờ ơi ra đây. Mờ ra đây. Chỗ đấy nó mát hơn vì chỗ đấy nó có cái độ thông gió. Ra đây nó ngồi. Kệ bọn nhóc con đi. Mờ xinh gái tuyệt vời luôn. Có thể nói là mặt của mờ mà xinh, nếu mà ở trong nhà ấy, là mặt của mờ là xinh một kiểu khác. Trán rất là rộng. Mặt mờ xinh một kiểu. Có thể nói nếu mà xinh thì có khi mờ là xinh nhất. Rồi đến con sôi. Con sôi thì nó xinh theo kiểu khác. Con sôi là mặt nó xinh theo kiểu tinh ranh. Mờ là mặt nó xinh theo kiểu là cảm giác là nó có một cái độ gọi là nhân tính hơn. Kiểu nhìn trông nó có một cái độ nó khôn hơn. Một bên là cái con khôn thuần người, một bên con khôn tinh quái theo kiểu vậy. Mờ nó kiểu khôn thuần người, nhìn mặt nó khôn hơn. Nhìn mặt nó rất là khôn. Lõm thì theo cái kiểu hâm hố. Mặt lõm đẹp mà như mặt lõm theo kiểu ngầu. Theo kiểu hâm hố nhìn sợ. Ai mà nhìn lõm sợ. Cho mọi người ngắm mấy con chó con một tí nữa. Ok, đây này, em vàng này, này em vàng ở đánh giá tốt nhất này. Đực này. Cập tịt. Thằng trắng nó che mất rồi. À, thằng vàng này được đánh giá tốt nhất. Con này thì nó rất là nhanh. Mẹ con, một con trắng dài đuôi. Con đuôi lửng là con cái. Ba đực. Lồi xinh tuyệt vời luôn. Mắt sâu thăm thẳm. Mờ. Đặt tên nó là mờ vì ban đầu là cái màu lông của nó một mình nó là cái màu lông theo kiểu màu trắng. Đặt tên nó là con mờ, mờ nhạt ấy. Thế mà bây giờ là nó lại chuyển sang là màu vàng nhạt thật. Lúc trước là nó trắng. Trắng này là lớn lên là mặt đẹp đấy. Dáng đứng đẹp. Không người thì cả bọn này là người đều ok.